Mùa xuân Việt Nam có thể gọi là mùa đoàn tụ gia đình. Những ngày này tất cả mọi người đều quên đi mọi nhọc nhằn vất vả trong năm để gần gũi bên nhau, vui mừng và chúc tụng nhau bước vào một năm mới vạn sự tốt lành, hạnh phúc. Gia đình chính là tế bào của xã hội. Gia đình yên vui hòa thuận là nền tảng ấm êm của xóm làng, ấm êm của đất nước, tạo nên sự quy tụ của muôn nhà. Như thế rõ ràng sức mạnh của dân tộc là có nguồn, có cội, có nền tảng vững bền. Thần thoại, truyền thuyết và cổ tích Việt Nam có ngàn câu chuyện gắn với danh lam thắng cảnh, di tích và truyền thống lịch sử của mọi miền đất nước. Kỳ diệu sao trong những câu chuyện ấy, tình yêu trai gái, vợ chồng, ông bà, cha mẹ, anh em làng xóm, nghĩa đồng bào quê hương bao giờ cũng được nhắc tới trong sáng, tinh khiết như suối nguồn. Mùa xuân nào cũng vậy, con cháu ở mọi miền đất nước đều hướng về tổ tiên. Mọi người nô nức chảy hội, hội Đống Đa, hội Phủ Dày, hội Gióng, hội Đền Hùng. Mọi người thăm chùa Keo, thăm cảnh chùa Hương, về cố đô Hoa Lư, đi hội núi Bà Tây Ninh, về Thất Sơn An Giang, viếng chùa Bà và thắp hương tưởng nhớ người đào kênh mở đất phía Nam Thoại Ngọc Hầu. Ở đâu trên mảnh đất này, người dân Việt Nam cũng gặp tổ tiên và bao giờ cũng được tổ tiên dặn dò. Phải đoàn kết một lòng. Đoàn kết một lòng dựng nước, xây thành đắp lũy, làm nhà, trồng lúa, trồng ngô, đánh cá, sinh con đẻ cái, dựng vợ gả chồng và ca múa. Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, từ ngàn đời rồi, dân tộc ta nghĩ và hành động như thế. Mỗi khi đất nước gặp gian nguy, thiên nhiên tàn phá hay ngoại xâm tiến đánh, lịch sử cất tiếng gọi, toàn dân quy tụ một lòng đứng lên, tạo ra sức mạnh bền chặt để chiến thắng. Trên dòng sông bạch đằng lịch sử này, những chiến tích của ông cha từ nhiều thế kỷ trước vẫn còn hiển hiện mãi trong tâm trí mọi người dân nước Việt như là một tấm gương sáng chói của sức mạnh đoàn kết dân tộc. Truyền thống đoàn kết dân tộc là một tài sản quý báu của đất nước. Truyền thống ấy được thắp sáng qua từng thời gian lịch sử, nhưng có lẽ chưa bao giờ được tỏa sáng như thời đại ngày nay, thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong mùa xuân này thì tôi muốn bày tỏ cái niềm vui của mình cũng như niềm tự hào chính đáng, và tôi nghĩ rằng chúng ta rất tự hào về đất nước ta, tự hào về Đảng ta. Trong hơn một thế kỷ qua, chúng ta đã giành được những thành tựu hết sức vẻ vang, và điều đó nó chứng tỏ dân tộc Việt Nam là một dân tộc vĩ đại. Chúng ta đang bước tới một cái chặng đường nó khó khăn, đầy tương lai tươi sáng hơn, nhiều thách thức. Điều đầu tiên là chúng ta cũng cần phải khẳng định sức mạnh của dân tộc. Cái sức mạnh đó trước hết là cái niềm tin vào chính mình, niềm tin vào bản thân, vào dân tộc mình, và hơn thế là niềm tin vào Đảng. Đảng lãnh đạo nhân dân ta qua các cái thời kỳ lịch sử cam go nhất, có những thử thách tưởng chừng như không vượt qua mà chúng ta đều đạt được những cái thành quả vô cùng to lớn và đưa dân tộc ta bước lên đài vinh quang như hôm nay. Và tôi cũng muốn nói tới một cái truyền thống vô cùng tốt đẹp. Đấy là truyền thống đoàn kết, đại đoàn kết. Chúng ta cũng biết rằng nhà Trần trước vó ngựa của Nguyên Mông hùng mạnh đã từng giày xéo gần nửa địa cầu đến Việt Nam thất bại là vì có một cái tinh thần đoàn kết toàn dân, và đến dưới thời kỳ Đảng ta lãnh đạo thì cái tinh thần đoàn kết ấy đã được phát huy cao độ. Kể từ khi thành lập đến nay, 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, Đảng ta luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, nguyện hy sinh phấn đấu cho lợi ích của dân tộc và giai cấp. Do có nền tảng cơ sở tư tưởng vững chắc, do mục tiêu cách mạng rõ ràng, cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng luôn là một khối vững chắc không bị chia rẽ về tổ chức,
luôn đề cao tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế trong sáng. Sức mạnh vô địch của Đảng là tinh thần kỷ luật tự giác, là ý thức tổ chức chặt chẽ, nghiêm minh của tất cả đảng viên. Đảng khẳng định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. Do vậy, đoàn kết toàn dân luôn luôn là một nhiệm vụ chiến lược của Đảng. Toàn bộ đường lối của Đảng được soi sáng và thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Đảng luôn chăm lo và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, vun đắp để khối đại đoàn kết toàn dân mãi mãi nở hoa kết trái. Dân tộc Việt Nam được hiểu là mỗi người dân Việt Nam đang sinh sống làm ăn ở Việt Nam và những người Việt sinh sống làm ăn ở nước ngoài có gốc gác là người Việt Nam, không phân biệt dân tộc thiểu số hay đa số, theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo, không phân biệt giàu hay nghèo, là nam hay nữ, già hay trẻ. Đại đoàn kết toàn dân tộc có nghĩa là phải tập hợp được mọi người dân vào một mục đích chung. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ. Không biết từ bao giờ khi mà cái xốn sang của đất trời gặp xốn sang của lòng người thì lại được gọi bằng cái tên xuân. Đối với đồng bào Việt Nam nói chung và đối với đồng bào các dân tộc nói riêng thì mùa xuân lại càng thiêng liêng hơn. Bởi vì cách đây từ ngày Đảng ra đời thì mỗi mùa xuân trải qua trên đất nước Việt Nam và đặc biệt là vùng đồng bào các dân tộc thì mùa xuân đó lại càng trở nên có ý nghĩa hơn. Bởi vì từ ngày có Đảng, có Bác thì cuộc sống của đồng bào đã được đổi thay rất nhiều. Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số thì tấm lòng đối với Đảng, với Bác thì bao giờ cũng đầy đặn từ vẹn nguyên cũng như từ những ngày đầu còn nhen nhóm, còn trứng nước cho đến bây giờ. Đặc biệt là đến những ngày tháng này, những ngày tháng của đất nước đi vào công cuộc hiện đại hóa đất nước, công nghiệp hóa đất nước thì cái điều đó lại càng được chứng minh nhiều hơn. Bởi vì gì? Bởi vì trong mỗi bát cơm của đồng bào đã đầy hơn, manh áo đã ấm hơn và con trẻ được đến trường. Chúng ta thấy rằng là những cái biểu hiện của điện, đường, trường, trạm trong mấy chục năm nay của Đảng và Nhà nước đã dành cho vùng đồng bào các dân tộc là một biểu hiện sinh động, là sự quan tâm hết sức hiệu quả của Đảng và Nhà nước. Mỗi khi mùa xuân về, ở trên các bản của người Mông vang lên tiếng gầu plềnh, rồi của bản người Dao vang lên những tiếng báo rung, rồi bản của đồng bào Tày Nùng vang lên những tiếng lượn, thì đấy là báo hiệu một mùa xuân và chào mừng một mùa xuân, có nghĩa rằng chào mừng cái sự ra đời của Đảng, đảng ta thêm một tuổi. Xuân đã về, mùa xuân này là 81 năm dân tộc ta có Đảng. Đảng vinh quang với 81 năm sắt son, đầy bản lĩnh sáng tạo, vững vàng phấn đấu đưa dân tộc ta đi lên. Trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang, Đảng đã mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, được nhân dân một lòng một dạ tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chủ trương của Đảng. Ngay khi vừa mới ra đời, với đường lối cách mạng cứu nước đúng đắn, Đảng ta đã quy tụ đoàn kết xung quanh mình tất cả các giai cấp và các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến Tây Sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua 15 năm lãnh đạo cách mạng, trải qua các cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh, Đảng từng bước vận động, giáo dục quần chúng. Qua ba cao trào cách mạng lớn 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945, như ba cuộc tổng diễn tập cách mạng với khí thế cách mạng vĩ đại của quần chúng, nắm chắc thời cơ lịch sử, với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình. Đảng ta lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công trọn vẹn. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và lật nhào chế độ phong kiến Tây Sai thối nát tồn tại trong gần một thế kỷ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời
đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ, nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Ngay khi vừa mới ra đời, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phải đối mặt với ba thứ giặc hung dữ: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Song đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp thời đề ra những chủ trương và quyết sách đúng đắn, toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử tháng 5 năm 1954 mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc ta như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa của thế kỷ 20, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân. Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới với đặc điểm là đất nước tạm chia làm hai miền với hai chế độ chính trị xã hội đối lập nhau. Con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam như Đảng ta xác định là tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Một là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn cứ địa vững mạnh của cách mạng cả nước. Hai là tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân ở miền Nam, chống đế quốc Mỹ và Tây Sai, giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. Tuy mỗi miền thực hiện một chiến lược khác nhau, nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự phát triển cách mạng Việt Nam. Cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân ở miền Nam giữ vị trí quan trọng, có tác dụng trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dân cả nước ta tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quyết đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Trong cuộc đọ sức quyết liệt này, đế quốc Mỹ đã huy động và sử dụng một lực lượng quân sự và phương tiện chiến tranh khổng lồ hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng nước ta. Song trải qua 21 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu kiên cường, lại được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, đã lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu mà Đảng ta đã xác định ngay từ khi thành lập. Với tinh thần dân là gốc, dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân, Đảng ta luôn biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức sáng tạo của nhân dân trong tiến trình đấu tranh cách mạng. Trong lịch sử chưa có một cái nhân tố nào đã làm được những cái kỳ tích như nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là đánh thắng các đế quốc và là cái nước đã xây dựng nên được một nền dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Và đây là một cái điều nhắc lại lịch sử để chúng ta phải thấy hết sức tự hào và cũng là một cái truyền thống biết ơn uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Thì vào lúc này, trước cái mùa xuân đầy thiêng liêng và cảm động này,
tôi cũng muốn nói một lời, muốn khắc sâu một cái ghi ơn đối với Bác Hồ vĩ đại, đối với Đảng, đối với toàn thể những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước để tạo ra một cuộc sống tốt lành của chúng ta hôm nay. Tôi đọc các gia phả của các dòng họ thì đều nói rằng nước có nguồn, cây có gốc, gốc có vững thì cành lá mới xanh tươi, nguồn có sâu thì nước mới chảy mạnh. Đảng ta là một cội nguồn. Cũng trong mùa xuân này, chúng ta thường thấy các nhà văn, nhà thơ lớn đồng nghĩa Đảng với mùa xuân, bởi vì lý tưởng của Đảng, lý tưởng của nhân dân ta và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội chính là sức mạnh của tương lai, là mùa xuân của đất nước. Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đã bước sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tập trung đẩy mạnh chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, kết hợp răn đe quân sự, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo về mọi mặt để đủ sức lãnh đạo cách mạng nước ta phát triển không ngừng. Đó không chỉ là yêu cầu tự thân của Đảng, mà còn là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa hội nhập. Chặng đường vẻ vang hơn 8 thập kỷ qua của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta cũng còn có những yếu kém, có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm. Điều quan trọng là Đảng sớm phát hiện ra những sai lầm, khuyết điểm của mình, đề ra những biện pháp sửa chữa đúng đắn kịp thời. Đảng công khai, tự phê bình, nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy, Đảng vẫn được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng ta là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Ở nước ta, ngoài Đảng Cộng sản, không lực lượng nào có thể lãnh đạo cách mạng. Trong suốt những năm tháng lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng và đạt được những thành tựu to lớn đó, Đảng ta luôn luôn làm theo lời Bác, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết nhân dân thành một khối vững chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ta phát động đã tạo được những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa lớn. Đã xuất hiện nhiều địa phương, đơn vị làm tốt, nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu theo tấm gương đạo đức của Bác. Càng tự hào bao nhiêu về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi chúng ta càng thấy rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm to lớn và nặng nề là tiếp tục làm cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp, của dân tộc. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố niềm tin yêu của nhân dân để nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lạc Việt, Vạn Xuân, Đại Việt, tổ tiên ta từng gọi tên nước như thế. Đó là mong muốn, là hy vọng của biết bao thế hệ mong cho mảnh đất hình chữ S này luôn luôn là nơi sung sướng, nơi tràn đầy sự sống, nơi có vạn vạn mùa xuân. Chúng ta tự hào rằng nhiều thế hệ đã hy sinh chiến đấu để thực hiện mong muốn đó. Những thành quả to lớn và có ý nghĩa lịch sử của các thế hệ đi trước để lại là nền móng vững chắc cho bước đường đi tới của thế hệ hôm nay và thế hệ ngày mai. Mùa xuân của Đảng,
cũng là 81 mùa xuân khởi sắc của dân tộc. Người dân Việt Nam được sống trong độc lập, tự do, được tỏa sáng trong vinh quang và tự hào. Đảng vạch ra đường lối đúng đắn và lãnh đạo nhân dân sáng tạo trong lao động sản xuất và xây dựng, cải tiến từng bước đời sống vật chất và văn hóa của các tầng lớp nhân dân, làm cho mùa xuân đất trời thắm tươi màu hạnh phúc. Đi tiếp trên con đường sáng rõ đó, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 vừa diễn ra vào tháng Giêng năm 2011 đã chỉ rõ mục tiêu: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân rằng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 sẽ cùng với toàn Đảng tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng, thống nhất hành động, luôn luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định tinh thần độc lập tự chủ, phát huy dân chủ, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng, đưa nước ta từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mà trước mắt là phấn đấu tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại như Đại hội lần này đã đề ra. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội Đảng 11 là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm đường lối của Đảng ta theo tư tưởng đổi mới, xác định mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong giai đoạn phát triển mới, đầy triển vọng và không ít thách thức. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai của đất nước. Với tư cách là một cái nhà báo ở trong cái lực lượng công an dân, thì tôi thấy rằng là chúng ta rất phấn khởi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta rất phấn khởi là cái Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nó tốt đẹp ở trên cái nhiều nghĩa. Thứ nhất là đã đưa ra một cái cương lĩnh đổi mới và đưa ra những cái quyết sách chỉ đạo, tiếp tục chỉ đạo cái công cuộc đổi mới của toàn Đảng, đổi mới đất nước đến phát thời kỳ mà phát triển tốt hơn và với tốc độ cũng như là cái chất lượng của hiệu quả phát triển tốt hơn. Thì đó là một cái điều mà toàn dân và đặc biệt lực lượng công an chúng tôi và nói chung và các nhà báo trong lực lượng công an nói riêng là rất là phấn khởi và thấy tin tưởng vào cái đường lối, những cái quyết sách mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng đã đề ra. Đại hội Đảng đã thành công tốt đẹp. Những cái bộ văn kiện mới của Đảng đã có. Riêng tôi cũng đã được nhiều lần nghiên cứu các cái văn kiện của Đảng. Và văn kiện đó không những kết tinh, tôi thấy không những kết tinh được trí tuệ, mà còn là kết tinh cả tình cảm, cả mơ ước khát vọng của tôi. Và tôi cảm thấy rằng là cái mùa xuân mới này với cái sự thắng lợi, với việc đưa ra thông qua được những cái văn kiện của Đại hội Đảng như vậy sẽ đem lại một cái ngọn cờ chỉ hướng rất là đúng đắn và rất là thực tế, và tôi cảm thấy rất là tin tưởng, và cái niềm tin của tôi được thể hiện bằng một cái bài thơ viết trong cái dịp đầu xuân mới. Trong đó có một đoạn thế này: hỡi nhà thơ, hãy đứng vào đội ngũ cùng nhân dân vĩ đại của mình, Đảng trong ta nhịp bước cùng lịch sử, máu ta hồng, cuộc sống phải tươi xanh. Một mùa xuân mới lại về, một cái Tết cổ truyền dân tộc lại đến. Chúng ta mừng Đảng, mừng xuân với một niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản quang vinh. Nhất định chúng ta sẽ thu được nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa trên con đường phát triển và hội nhập,
thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.